Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 7 tháng 7 thông báo từ chức chủ tịch Đảng Bảo thủ, mở đường cho việc bầu chọn thủ tướng mới sau khi hàng chục bộ trưởng rời khỏi chính phủ. Theo ITV, một nhà lãnh đạo mới của Đảng Bảo thủ sẽ được bầu vào hội nghị của đảng vào tháng 10 và ông Boris Johnson sẽ vẫn giữ chức thủ tướng cho đến thời điểm đó. Những ngày gần đây áp lực buộc ông Boris Johnson từ chức ngày càng cao, một loạt bộ trưởng của ông từ chức để phản đối ông. Người được ông bổ nhiệm làm bộ trưởng tài chính chưa đầy 48 giờ trước đó đã công khai thúc giục thủ tướng Boris Johnson từ chức. Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace cũng kêu gọi ông từ chức. Ông Boris Johnson đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hôm ngày 7 tháng 6 do bị cáo buộc vi phạm các quy định phòng dịch Covid-19. Áp lực từ chức trở lại sau khi ông bị cáo buộc đã bổ nhiệm nghị sĩ Christopher Pincher làm phó lãnh đạo văn phòng kỷ luật của Đảng Bảo thủ. Dù ông này bị cáo buộc quấy rối tình dục, Thủ tướng Anh đã xin lỗi về việc này và ông Pincher cũng đã từ chức hôm ngày 30 tháng 6, nhưng làn sóng chỉ trích ông Boris Johnson không ngừng gia tăng.